top 3 channel Telegram cực kỳ hữu ích mà bạn nên theo dõi. Top 1, Thuận Capital. Mình thích channel của anh Thuận vì kênh này chỉ share tin tức tài chính kinh tế và củng cố niềm tin tích cực cho cộng đồng về thị trường. Thích hợp với anh em nào đầu tư dài hạn và muốn nghe về phân tích kinh tế vĩ mô. Top 2, Z Tản Mạn. Những bài học về tâm lý thị trường của một trader dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp bạn có cái nhìn về bản chất thị trường và vững vàng hơn khi giao dịch. Top 3, AKVSA. Tất tật về phương pháp Wyckoff để xác định xu hướng thị trường. Anh Sơn, chủ group là một trader thực thụ đã giàu lên nhờ trading. Nhưng lưu ý là phương pháp này khó và cần bạn phải khổ luyện nha. Đối với anh em nào thích làm whitelist, sổ số meme thì đừng quên tham gia nhóm Crypto Way theo đường dẫn ở hồ sơ. Nhóm này thường xuyên tổ chức event tặng whitelist cho cộng đồng. Lưu ý kèo sổ số chỉ đầu tư với số vốn tối thiểu. Và đừng quên tham gia 5 phút Crypto để cập nhật tin tức mỗi ngày nha.